Đây là hình ảnh của mình vào kỳ đông năm 2016, đặt chân lại đến nước Đức để học tiếp tục thạc sĩ. Và các bạn có thể nhìn thấy là mình có rất nhiều đồ, 6 kiện liền các bạn ạ. Hồi đó mình được mang 40 cân, nhưng thế nào mình lại du di, mình lại mang được đến tận 48 cân. Hồi đấy mình bay qua Vietnam Airlines, và khi mà mình đặt vé Vietnam Airlines thì mình đã có bao gồm vé tàu để về thành phố của mình luôn. Nếu các bạn nào mà chuẩn bị bay mà có thể đi được vé của Vietnam Airlines thì hãy hỏi họ có bao gồm cả vé tàu không. Có thể là nó sẽ tiện hơn cho các bạn và giá thành cũng sẽ rẻ hơn. Hồi đó là mình bay qua Frankfurt, và cái hồi đó thì mình mang rất nhiều đồ không cần thiết, bởi vì đối với mình hồi đó tất cả mọi thứ đều đắt hết các bạn ạ. Để tránh trường hợp các bạn phải mang nhiều những cái đồ không cần thiết như mình ngày xưa, thì trong video này chúng mình sẽ cùng nói đến vấn đề nên mang gì khi sang Đức nhá. Ok, lấy cái vé mắt luôn. Trước khi mà mình đóng gói thì mình phải lên một cái danh sách, đúng không? Checklist những cái gì mình cần phải mang đi, những cái gì mà mình sẽ nhớ, sẽ thèm, hay là những cái gì mình yêu thích mình sẽ mang đi. Đôi khi thì có những thứ mình rất thích mà mình không mua được ở bên này chẳng hạn, thì mình cũng nên mang đi. Thứ nhất là trước khi đóng gói thì bạn cũng nên tìm hiểu ở cái hãng mà bạn bay xem là khi lên máy bay ở trong cái hành lý xách tay các bạn sẽ được mang cái gì. Các bạn cũng nên check xem là những cái đồ dùng mà các bạn được mang lên máy bay hay là không được mang lên máy bay của cái hãng đấy như thế nào. Ví dụ như ở đây thì mình cũng sẽ có những cái quy định chung, nghĩa là các bạn sẽ không được mang những cái vật dụng như là dao, kéo, cắt móng tay, những cái kiểu thể loại mà dễ gây thương tích thì các bạn sẽ không được mang đi. Rồi là những cái đồ liên quan chất lỏng này, đặc biệt là những bạn nữ hay là những bạn nam mà có dùng mỹ phẩm chẳng hạn ấy, mỗi lọ các bạn mang theo thì sẽ chỉ được phép tối đa là 100ml mà thôi. Và tất cả những cái lọ đấy sẽ được đóng vào trong cái túi zip. Hồi đầu mình mang ấy, mình không biết rằng là sẽ phải để trong cái túi zip. Thậm chí là mình còn không biết là mình được mang nhiều chất lỏng, nhưng mỗi chất lỏng ở trong một lọ tối đa là 100ml. Mà cái hồi đấy mình mới sang thì mình mang tổng cộng tất cả chất lỏng chỉ 100ml thôi các bạn ạ. Ngu thế không biết nữa. Trước đó cho đến cái lần mà mình bị bắt ở Dortmund đi sang và mình không có túi zip, bác mới bảo là mày phải ra kia mày mua. Thì ở đấy có cả bán túi zip, một ơ, ba túi. Khi mà các bạn mang hành lý, vali, xách tay các kiểu ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên mua một cái pop rụt ngựa các bạn để ở bụng ấy, thì cho nó an toàn nhớ. Những cái đồ hộ chiếu hay là những cái đồng tiền xu lặt vặt ấy, các bạn có thể để trong cái bóp mà các bạn quấn ngay vào cái bụng, nó rất là mỏng dẹp thôi, nhìn nó hơi xấu một chút thì các bạn cho cái áo trùm lên là được. Tiếp theo đấy là các bạn cần chuẩn bị tiền xu để làm gì, để khi mà các bạn xuống máy bay các bạn nhét cái đồng tiền xu vào cái xe đẩy 50 cent này, 1 ơ này, 2 ơ. Cái hồi mình ở nhà ấy, mình không đổi được tiền xu, cũng không có tiền xu, chỉ có tiền giấy thôi. Tuy nhiên thì khi sang đây, các bạn nào mà bay qua Frankfurt ấy, mình sẽ đến cái máy đổi tiền xu tự động, nó ở ngay cái chỗ mà các bạn lấy xe đẩy luôn. Nếu các bạn không tìm được, các bạn có thể hỏi cái Wechselstube nhá. Người ta gọi đấy là cái Wechselstube, thì các bạn hỏi nó ở đâu, các bạn có thể đổi tiền xu ở đấy. Chứ không thì các bạn mới bắt đầu sang ấy, mang cả một lô xích xông các loại vali thập cẩm rồi tự xách thì cũng khó, nên các bạn chắc chắn là sẽ phải cần xe đẩy đúng không? Còn nếu mà các bạn không thể đổi được sang tiền xu, ok thôi đành phải mở mồm nhờ người ta cho tôi một đồng tiền xu để tôi đẩy hàng được không? Người ta cho ngay mà các bạn. Có nên mang nồi niêu, xoong, chảo, bát, đĩa, bát, đũa gì không? Theo mình thì các bạn phải hỏi cái nơi mà các bạn ở đã, họ có đồ dùng chung cho mình không? Nghĩa là mình có được dùng chung với họ hay không? Mình có cần mang đồ gì hay không? Bát, đũa, nồi niêu, xoong, chảo, các bạn phải hỏi. Nếu ở đó trống không, không có một cái gì, hiển nhiên các bạn nên phải mang đi, ít nhất là mang một cái nồi đi nhá, một cái nồi con để các bạn đủ có thể nấu cho mình trong những ngày mới sang. Bát con, bát để ăn cơm ấy, nếu các bạn quen ăn bát. Đũa, ở bên này sẽ không có đũa, hoặc là có các bạn sẽ mua được thôi, nhưng mà mới đầu sang thì không phải siêu thị nào cũng có đũa, nghĩa là không phải siêu thị châu Á nào các bạn cũng tìm thấy có đũa. Thì như mình ấy là ngày xưa mình có mang bát con đi, rồi là mình chỉ mang có 2 cái thôi, rồi là đũa thì mình cũng mang 2 đôi, đĩa mình cũng có mang, nghĩa là mỗi thứ mình mang một tí.
Nồi cơm ở bên này các bạn có thể mua được. Nồi cơm ở bên này sẽ tầm 20 ơ, nghĩa là bây giờ tính ra khoảng tầm 20-25, khoảng tầm 500.000 trở lên. Ví dụ như một cái nồi mình mua ấy thì cũng khoảng tầm 50 ơ, xong sale còn có 27 ơ, tầm đấy. Thì dùng đến bây giờ vẫn tốt các bạn ạ. Ví dụ như là các bạn thèm cơm lắm, các bạn không chịu được thì hiển nhiên các bạn mang đi. Còn mình thì mình không thèm cơm nên mình không mang nồi cơm đi. Tiếp theo là những cái đồ vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân những cái kiểu như là bàn chải đánh răng, rồi là kem đánh răng các kiểu ấy. Các bạn lần đầu tiên sang Đức thì mình nghĩ là những cái đấy các bạn nên có. Ít nhất là trong ngày đầu tiên, ok, mệt, nằm ở nhà, tức là cũng đã có tất cả mọi thứ ở trong người rồi. Ví dụ như là bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, sữa rửa mặt, rồi là mỹ phẩm. Đối với những bạn nữ, những cái mỹ phẩm nào các bạn dùng hợp, các bạn hãy mang theo. Là những cái mỹ phẩm, cái gì hợp với các bạn thì các bạn nên mang đi. Sang các bạn phải biết là mình ở đâu, ở gần chỗ nào, có gần siêu thị không, có gần ngân hàng không, có gần những cái chỗ mà các bạn cần thiết không, nhà đấy nó có những cái gì thì các bạn mới biết là cần phải mang cái gì. Chứ nếu mà không hỏi, không biết là mình sẽ đi về đâu thì rất là khó. Tiếp theo cũng là rất quan trọng luôn, đấy là cái ổ cắm các bạn ạ. Cái ổ cắm ở bên này nó khác. Đó, ổ cắm ở bên này nó như thế này. Tất cả các dây sạc cắm nó đều không cắm được cái ổ đấy. Các bạn nên mua cái ổ cắm đa dụng như thế này thì các bạn có thể cắm vừa. Đó, bởi vì ngay từ đầu sang các bạn đâu có đi mua cái ổ cắm được đâu các bạn. Và ở bên Đức ấy, mình không biết chỗ các bạn như nào nhá, nhưng mà ở trong một phòng ở bên Đức nó không nhiều ổ cắm đâu. Ví dụ như cái nhà này mình đang ở thì ổ cắm khá là nhiều. Mình phải có đến 4 ổ cắm trong một phòng. Nhưng mà cái hồi xưa mình ở ấy, nó chỉ có 2 ổ cắm trong một phòng thôi. Thậm chí có những nơi chỉ có 1 ổ cắm trong một phòng. Thì các bạn cần cái ổ cắm kéo dài ấy. Còn nếu không thì mình thấy nó cũng không phải là cần thiết lắm. Tiếp theo là đồ dùng học tập. Những cái đồ liên quan đến học hành các bạn có nên mang đi không? Nếu mà các bạn không sợ ở bên này đắt, chỉ cần mang mỗi thứ một cái cho mình thôi, sang bên này mua. Các bạn có thể đi ra cái cửa hiệu Teddy như thế này, thì đồ ở đấy là made in China, đồ rất là rẻ luôn. Thì một quyển vở của nó, một quyển vở to như thế này sẽ rơi khoảng tầm 1 ơ, như là 30.000. Hoặc là các bạn cũng có thể đến cửa hàng 1 ơ. Ở đây tất cả mọi đồ đều 1 ơ, có những đồ sẽ hơn 1 ơ một chút. Nhưng mà thật ra vở viết ở bên này chắc các bạn cũng sẽ dùng ít, bởi vì phần lớn các thầy cô sẽ gửi lại slide hoặc là những tài liệu học, thường thì các bạn sẽ phải in ra rồi ghi luôn vào đó. Nếu các bạn chỉ cần vở để viết thông thường thôi, không cần mẫu mã đẹp, thì các bạn có thể tìm ở khắp mọi nơi và giá cũng rất là rẻ. Ví dụ như ở Thalia chẳng hạn, 10 quyển mà chỉ có chưa đến 3 ơ thôi, là khoảng tầm chưa đến 100.000. Ở bên này có hai cái quyển kiểu viết ô ly này. Còn đồ dùng học tập, ví dụ như bút thước kẻ tẩy các kiểu ấy, thì mình thấy là giá nó sẽ cao hơn ở nhà mình đấy. Ở bên này hiệu sách trông như kiểu thư viện ấy, trông rất là đẹp nhá. Kiểu có ghế, có bàn cho người ngồi đọc sách nhá. Rồi có cả quán cà phê nữa. Theo là cái mảng quần áo. Ở đây thì không thiếu cái gì các bạn ạ. Thành phố nhỏ hơn, sẽ ít hãng quần áo hơn và cũng sẽ có ít sự lựa chọn hơn. Mình để ý là những cái thành phố nhỏ mà ít dân ấy là toàn những cái hãng quần áo giá hơi cao một chút so với các bạn sinh viên. Theo mình thì các bạn chỉ nên mang ít quần áo đi thôi. Sang bên này thì phần lớn là mùa đông thôi các bạn ạ. Nếu áo len và áo khoác của các bạn dưới 500-600.000 mà ấm thì các bạn hãy mang đi. Áo len ở bên này khoảng tầm ít nhất thì cũng phải là 500-600.000 thì mặc nó mới ấm được. Trừ khi là các bạn săn được sale thì tất nhiên là sẽ rẻ rồi. Liên quan đến quần áo thì còn có BH. BH gọi là su chiêng, áo lót đấy. Những cái đồ lót của nam hay nữ thì các bạn cũng nên mang nếu các bạn thấy ở bên này đắt. Bởi vì mình thấy là ở bên này đồ lót của nữ khá là đắt các bạn ạ, nhất là BH. Mình cũng có thể để link cho các bạn xem. Tất nhiên sẽ có những cái đồ khá là rẻ. Thì đối với các bạn nữ thì mình nghĩ là chọn cái đồ lót nó khó hơn các bạn nam, không phải là cái nào nó cũng phù hợp các bạn ạ. Cái phần này nó hơi bị tế nhị một tí, nhưng nó thật là nó cũng rất là cần thiết, nhất là đối với các bạn nữ. Thì nếu mà các bạn nào mà chú ý đến cái khoản đấy thì các bạn có thể
cân nhắc mua ở nhà rồi mang sang. Sau khi sống sót được khoảng tầm 1-2-3 tuần đầu sang bên này rồi thì hiển nhiên là các bạn sẽ có những cái nơi để các bạn đi mua đồ cho mình, rồi những cái app ở bên này mua đồ online rất là thuận tiện và nhanh chóng. Các bạn chỉ việc tìm ở trên mạng và mua thôi. Và ở bên này còn có kiểu là còn cho các bạn trả lại hàng trong vòng 100 ngày các bạn ạ. Chăn gối mùng màn các bạn có phải mang không? Màn thì các bạn khỏi mang, bên này nó không có muỗi đâu. À, các bạn cũng phải tìm hiểu cái chỗ bạn ở nhá. Hồi mình sang là vào tầm tháng 9 thì nó cũng chưa phải lạnh lắm nên là mình cũng có mang một cái chăn đi. Mình thì ngủ không cần gối nên mình không mang gối, mình chỉ mang mũ vào chăn. Hiển nhiên chăn gối thì các bạn cũng đều có thể mua được rất là nhanh ở bên này thôi. Rẻ nhất các bạn có thể ra Kick có cả bộ chăn và gối luôn thì các bạn có thể mua ở đấy. Thực ra là nếu mà nói ra thì mang cả nhà đi các bạn, nên là các bạn cũng sẽ phải lựa các bạn xem là chỗ đấy nó lạnh hay không, nóng lạnh như thế nào, ở cái nhà đấy nó có đầy đủ chăn gối không. Nếu không có thì các bạn sẽ phải mang đi các bạn ạ. Đó thì mang cái vỏ chăn giấy dày đi cũng được. Tiếp đến là thuốc, có nên mang thuốc không? Trong cái thời gian đầu mình cần phải có. Ví dụ như thuốc nhỏ mũi, ở Việt Nam mình có những cái thuốc nhỏ mũi nó rất hợp với mình nhỏ cái mình hết luôn. Thì ví dụ như vừa sang cái mà các bạn sang kỳ đông ấy, đấy hoặc là sang kỳ hè đi, thế xong rồi dị ứng phấn hoa, xong rồi là lạnh quá khô mũi hay bị làm sao đấy, thì các bạn cần phải có những cái đồ đấy. Ví dụ sang bên này nhá, là các bạn sẽ có hiện tượng khô mũi. Thời tiết ở bên này rất khô, rồi là da rẻ cũng khô, rụng tóc, bị gầu là cái chuyện bình thường các bạn ạ. Các bạn đừng sốc, sang nước ngoài ở đâu mà chả thế các bạn. Kiểu sang một cái khí hậu khác ấy thì nó thay đổi, cơ thể thay đổi thì nó là chuyện bình thường. Đó thì sang đây mình thích nghi dần. Hồi đấy mình mang rất nhiều các bạn ạ. Mang nhiều ơi là nhiều, nhưng mà trộm vía không hay bị ốm. Nên là thuốc toàn hết hạn thôi. Nếu mà các bạn không muốn mang thuốc từ ở nhà đi, hay là kiểu trộm vía nó cũng khỏe mạnh ấy, thì các bạn cũng không nhất thiết phải mang. Thì sang bên này các bạn có thể vào những cái hiệu thuốc, hoặc là đến các siêu thị, đến chỗ DM hoặc là Rossmann. Thì ở đấy cũng có những cái thuốc chữa cảm cúm thông thường, đau họng, nhức đầu các kiểu ấy, nhưng mà mình cũng không biết là nó có tác dụng hay không. Bởi vì với mình thì những cái thuốc này ở siêu thị nó không có tác dụng nhiều lắm ấy, trừ khi là những cái thuốc mà được bác sĩ kê đơn thì ok. Rồi là những sản phẩm chức năng, các sản phẩm chức năng của Đức thì chắc các bạn cũng biết rồi. Các bạn cứ vào Rossmann hay là DM vào các siêu thị và các bạn sẽ thấy những cái kiểu thuốc như vậy. Tiếp theo là các bạn hỏi mình có nên mang đồ ăn, mì tôm các thứ không? Thì cái này nó phụ thuộc vào từng cá nhân của các bạn ấy. Cái hồi đấy mình mới sang thì mình cũng không biết là cái cửa hàng châu Á ở đâu, mà mình lại rất hay đi lạc nên mình chưa dám đi. Vừa sang cái đã bắt đầu chuẩn bị đi học các thứ luôn ấy. Khi các bạn đi học đi làm xong thì cũng đã đến 5 giờ, 6 giờ, 8 giờ người ta đóng cửa. Như mình hồi đầu sang là mình còn mang cả miến, cả bún, cả mì sang các bạn ạ. Thì những cái món mà mình thích là mình mang. Mình mang cả gia vị, cả bột ngọt. Ở bên này đồ châu Á là có hết, sang bên này là có hết các bạn ạ. Mỗi tội đắt thôi. Phần lớn ví dụ như là mì tôm ở nhà mình khoảng tầm 8.000 một gói, thì ở bên này sẽ rơi khoảng tầm 20.000 một gói, hoặc là 25, 27 hoặc là hơn thế nữa. Các bạn cứ căn là mình ở bên này thì mình sẽ mua đồ Á sẽ đắt hơn ở nhà rồi. Đắt gấp 2, gấp 3 lần một chuyện bình thường. Sau khi những cái nào mà quan trọng nhất cần phải mang rồi thì các bạn hãy lượt những cái đồ ăn. Cái đồ ăn là cái các bạn có thể để ở cuối. Và điều cuối cùng dành cho những bạn mà bị cận ý, thì các bạn nên có một hai cái kính dự phòng mang đi theo. May nó có hỏng thì các bạn chỉ việc đến để mà thay mắt kính thôi, chứ không phải mua gọng kính. Bởi vì cái gọng kính ở bên này ý, rẻ rúm thì sẽ họ rơi khoảng tầm 5-600 nghìn một cái gọng. Nói chung sang đây bị cận mà thay kính ý, các bạn cứ nhoằng cái rẻ cũng phải mất 400 ơ, các bạn cứ nhân với 28 lên là các bạn xem là bao nhiêu tiền rồi đấy. Nếu mà các bạn thấy nó không đắt thì các bạn chỉ mang mỗi thứ một cái để cho những ngày đầu tiên thôi. Sau đó các bạn mua ở đây. Sang đây sinh viên thì auto tự nghèo hết đấy các bạn. Đặc biệt là các bạn sinh viên học đại học. Sinh viên học đại học mà muốn tự túc lo kinh tế thì hiển nhiên là các bạn sẽ phải đi làm thêm. Còn những bạn đi học nghề, các bạn đi học nghề thì các bạn cũng sẽ được lương rồi. Còn các bạn mà đi học đại học như mình, ngoài việc học ra thì các bạn sẽ phải đi làm thêm nữa. Nên là có những bạn mà sang đây học nghề ấy, các bạn nói là lương ít quá, rồi là lương không được bao nhiêu vân vân. Thì thật sự mình nghĩ là các bạn cứ coi như các bạn đang đi học đi. Các bạn đang đi học nghề mà. Các bạn học nghề các bạn lại còn được lương nữa là tốt quá làm gì nữa. Bọn mình đi học còn trả được lương.
bọn mình còn phải sắp xếp thời gian phù hợp thế nào đấy để còn đi làm thêm để kiếm tiền, để còn chứng minh tài chính hàng năm. Hàng năm là chứng minh hơn 10.000 liền đấy các bạn. Du học đại học là nó sẽ vất vả. Ok, chúc các bạn chuẩn bị hành trang sang Đức một cách kỹ lưỡng, cẩn thận, hợp lý. Và chúc các bạn sang Đức bình an. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Vừa rồi nhà mình có khách các bạn ạ. Mình lại làm đồ nướng. Trời ơi, mua cái lò nướng này mà dùng được có 2 lần suốt từ đầu năm đến giờ. Thích nhất là làm nướng bởi vì nhanh. Chỉ cần mua đồ về xong cho lên lò. Mỗi tội rửa cái lò nướng cũng lâu các bạn ạ. Và với cái lò này thì mình lại có thể được ăn khoai tây nướng. Ngày xưa hồi mình học tiểu học, ngày nào về là bà cũng lại cho mình một củ khoai tây nướng. Từ lúc ăn lại mình thấy nhớ lại thời thơ ghê. Hợp tác xã Toàn Thịt. Biết tên phô mai. Phô mai nướng. Xúc xích. Sườn. Ui, cái món sườn này ngon thật luôn các bạn ạ. Dạo gần đây thì mình mới học làm bánh. Đây là hình ảnh bánh khi mình làm không có khách. Còn đây là hình ảnh mình làm bánh khi khách đến. Đen xì luôn các bạn ạ. Từ lớp ngoài cho đến lớp trong, từ lớp trên cho đến lớp dưới. Chán đời.